trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Vừa rồi thì hiện tại là mấy anh em cũng đã đi chở hết cái phần tôn với lại sắt về rồi cô bác. Còn những cái bao xi thì phải dùng xe máy để mà chở thôi. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ hỗ trợ là mấy anh em thợ là cùng nhau đổ cái phần mái hiên tay một chút cô bác. Xanh nước chưa anh? Nước. Vâng. Em xin chào các bác nha. Đây là công việc của mấy anh em mình sẽ làm những công việc gì anh hôm qua? Hôm nay thì công việc anh em đội thợ thì đổ hên tay thôi. Buổi chiều nay hên tay đúng không? Đúng rồi. Sáng nay thì ghép cốt pha. Sáng ngày mai thì xây thu hồi chứ. Ừ, xây. Em bảo là sáng ngày kia là không. Sáng nay ghép cốt pha, sáng mai thì xây thu hồi. Vâng. Thế thôi. Nhưng mà cứ tình hình mà thời tiết mà cũng ủng hộ thì độ tầm nửa tháng nữa là hoàn thiện rồi anh nhỉ? Chắc nếu mà ngày nào cũng nắng thế này thì không đến nửa tháng. Nhưng mà bây giờ nó cứ gọi là nắng hết, lúc mà mình lập tôn xong mọi cái đấy thì là mưa thì mình cũng vẫn cắt được đúng không? Đúng rồi. Ở trên kia thì hiện tại là bây giờ các anh đã đổ được một nửa đúng không anh? Đúng. Được già nửa đấy. Cái độ dài của nó thì đổ tầm bao nhiêu phân anh? Nãy anh đổ bao nhiêu phân anh? Đổ dày á? Vâng. 15 phân. Cái dầm là? Cái dầm 30 phân. Cái dầm 30. Dầm 30. Nếu tính cả dầm thì 30, cái sàn của nó là 10 phân. Cái sàn là sàn là 10 phân rồi đúng không? Ừ. Wow. Dày 10 phân. Hôm nay thì một tí nữa sẽ hỗ trợ là mấy anh em cùng đổ ở trên phần này một chút nhá. Bây giờ thì ở bên kia là còn bao nhiêu bao xi? Còn một nửa không? Có đấy. Có à? À còn hơn một nửa đúng không? Cứ chở được hôm nay không hết thì cứ chở được thêm vài chuyến nữa thôi. Đấy. Bắt tay với cái này chứ mà. Cái này bây giờ phải lấy ngâm một chút anh nhỉ? Để cho nó ngấm hết á. Đấy, như cái đổ, như đổ phần trên mái hiên này các bác này. Các anh thì cũng cho xi vào gọi là cũng tương đối là rất là ok các bác. Các bác có thể nhìn thấy những cái màu của nó rất là đen và rất là đậm luôn rồi. Mình vừa này thì mình ngâm một tầm bao lâu anh? 2-3 phút gì đấy. 5 phút gì đấy. Ở đây thì nếu mà ngâm ở đây nếu mà mình đổ cả cái phần mái hiên như kia thì mình phải dùng cái máy để mình trộn vứa đây nhỉ? Không có thì đấy mấy cây về. Mấy cây á? Mấy cây không cày được không anh? Có. Đấy, cái phần mái hiên tay này thì chiều ngang của nó là 8m, còn cái chiều rộng của nó thì hơn 1m một chút thôi. Cho nên là cũng không còn phải mà mình dùng những cái máy móc mà nhiều. Nhưng mà nếu mà mình cũng có cái máy móc để mà mình trộn thì nó cũng rất là tiện. Ở trên nhà của Sử thì hầu như là không có ai có dùng cái máy cày để mà mình cày, thành ra là không có mượn được. Mà nếu mà mượn này thì người ta không cho mượn đâu. Tại vì xi này mà không có rửa sạch là nó dính lại. Đây gần cái mái này gần 1m2. Mét 2 à? Chiều rộng 1m2, chiều dài 8m. Đây hôm nay thì có vẻ như là các anh cần những cái đôi ủng rồi. Đây, hôm nay ông nội thì cũng rất là vui mừng khi mà các anh nhận được những cái đôi ủng để đến ngày hôm nay thì trộn vứa như này thì mình có thể đi vào trong để mình trộn được. Không nhẹp đâu. Đôi ủng của anh Thanh thôi nhỉ? Vợ anh đi rồi đúng không? Ừ. Ôi. Vớ đê rồi.
sắm quần lên làm đồng hoàng tí nhỉ, tí không à, thật đấy, đợt này làm thật đấy nhỉ. Ơi đợt nào là làm thật anh. Ô eo đi khá nổ nhỏ nhỏ đây ở đâu nổ con nèo. Sắp nhẹ rồi đấy. Này nếu mà nhà con từng người phải dùng đến máy tời ấy nhờ. Cũng làm cái này đi. Nhà con từng. Ừ. Con từng ba từng làm được cái này không? Có. Làm cái dài đi, làm hai thớt vào. Làm hai cầu thang á? Ừ. Với lên. Như nhà thèn nhẽ kia, nó ba tầng nó chả đừng mang cái này hết ạ. Ui xôi nặng ấy, để vừa vừa thôi anh ơi, đừng có để đầy quá, nặng quá tí. Có thể 1-2 xô thì có thể làm được, nhưng mà tí làm lâu dài không làm được. Không mưa đã. Ấy thôi bẩn đây thôi, phải thứ chứ nưng có gì đâu. Đây nào ơi. Cái này đau lưng lắm các bác ơi. Hôm nay thì có vẻ là hôm vất nhất chưa anh? Đúng rồi. Hôm nay là hôm vất nhất rồi chứ? Hôm nay là vất lắm rồi. Hôm nay là đổ cái phần mái hiên này cho nên là phải dùng rất là nhiều sức và thêm rất là nhiều nhân lực nữa các bác. Nhưng mà tầm độ 2-3 người thì không có làm được đâu. Và hôm nay thì mặc dù là anh Vinh với lại anh Thanh nghỉ, nhưng mà vẫn có thêm là em của anh Vinh với lại thêm vợ của anh Thanh nữa.
Đấy, bây giờ thì hiện tại là cái phần là mái hiên này này sắp xong rồi các bác ạ. Buổi sáng nay thì mấy anh em thợ là có đổ được một chút rồi. Lúc mà cháu lực lên thì còn một nửa nữa thôi. Này á? Chim này á? Chim này á? Này á? Này 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 này. Đấy, sau này thì ở trên cái chỗ này thì cháu lực sẽ xây một cái chữ A ở trên này nữa các bác này. Anh phải nói là ngôi nhà của ba ông cháu nếu mà nhìn từ cái góc trên cao xuống thì rất là rộng các bác ạ. Chỗ này thì hiện tại là theo chú thì làm được tầm bao nhiêu mâm chú? 5 mâm không? Tính là từ đây lên thì ngồi rộng rãi là cho đủ 4 mâm, mỗi mâm là 8 người thoải mái. Là nó rộng rãi đúng không? Vâng. Nhưng mà nếu mà mình chật chật một chút thì có thể làm được 5 mâm không? Vâng vâng, nhưng mà mình ngồi cho rộng thì 4 mâm là mâm 8, 9 người ngồi thoải mái luôn. Vâng. Nọ xem thì hẹp, bây giờ làm xong cũng rộng phết đấy. Bây giờ làm xong thì lên khung như này thì mới thấy là cái ngôi nhà nó thật sự là rất là rộng các bác. Khi mà đến lúc mà mình chưa có đào nền ấy, mình chỉ đo thôi. Có thể là cháu Đức chia sẻ lên thì cô bác có thể nghĩ rằng là ngôi nhà nó sẽ hơi hẹp. Nhưng mà đến lúc mà mình làm xong xây lên mọi cái rồi thấy là cái ngôi nhà nó thật sự ra quá là rộng. Làm thì nhìn thì hẹp thôi, làm xong cũng rộng đấy. Anh phải nói là các anh chú tại xây cô bác trong cái quá trình mà làm thì phải nói là rất là nhiệt tình cô bác. Nếu mà không có nhiệt tình thì không có được cả cái thành quả như ngày hôm nay rồi. Sau có lẽ là cháu Lực từ lúc mà đào nền, đào cái phần móng nhà lên thì cháu Lực chia sẻ lên là tầm 10 cái video thôi, tầm 10 thước phim thôi. Thì đã hiện tại là bây giờ đã được lên khung nhà mọi cái là gần ổn định rồi. Hầu như là làm được hơn 60% rồi đấy. Đổ cái xong cái phần mái hiên này xong nó lại được tầm thêm 10% nữa. Cái này thì độ tầm bao nhiêu ngày thì mình gỡ được hả chú Bình? Cái này 10 ngày đến 15 ngày. 10 ngày đến 15 ngày đúng không? Dạ. Nhưng mà trong đó thì mình lại làm thêm, mình xây thêm cái mình thu hồi với lại thêm phần bếp rồi đúng không? Bây giờ thì xây thứ hai đầu thu hồi với là cái bếp nữa. Vâng. Là lập xong là chát thôi. Vâng. Bây giờ thì hiện tại là sẽ lập xong rồi thì mới chắt được cô bác ạ. Như các anh thợ các, trời mưa cũng vâng, chắt được. Các chú Bình cũng có chia, các chú với lại các anh thợ thì cũng có chia sẻ với cháu Lực rằng là trong thời gian tới thì sẽ mưa rất là nhiều, thành ra là mình phải lập trước khi mà chắt, chứ không là nếu mà mình chắt xong mọi cái rồi thì lúc mà đang tiến hành mà chắt ấy thì mưa thì ra là mình không có làm được nữa. Lúc mình đặt kèo xong là mình lập xong là chỗ nào nó hở thì mình bịt vào luôn, nó kín luôn. Vâng. Lúc mình chắt xong là lúc nó lại hở, mình lập lên thì nó hở thì mình không chắt được nữa. Vâng. Chắt khó. Đấy, cháu Lực cũng rất là mong là trong cái quá trình mà máy nữa mà hoàn thiện thì nhà bao cháu hoàn thiện xong đến ngày tân gia thì sẽ đón được những cái vị khách mà rất là xa xôi và tất cả khán giả trên kênh Bản Em lên trên nhà của bao cháu là cùng chung vui với bao cháu. Bây giờ thì phải đợi vứa thêm một chút nữa. Thank you.
cũng có chiều mà. Cao. Ôi. Đây vừa rồi thì chú Bình có thể kể một câu chuyện mà nó là khá là vui một chút đó cô bác. Không biết là Tuấn Lực có nên bật mí cho cô bác nghe không? Đây ở đây thì là gọi là các cán bộ lên tuyên truyền cho bà con ở trên vùng cao là vì cái kế hoạch mà hoãn gia đình mình nên dùng những cái biện pháp nào ấy, thành ra là bà con ở trên này không có biết. Đúng một chó này à? Thèn vào cái này một riêng nó. À. Bây giờ thì trộn một lần vứa này thôi là cũng đã đủ rồi các bác ở trên kia. Thế cho ngấm tí đúng không anh? Ừ. Nhưng mà không phải trộn nhiều ấy. Cái này mới đảm bảo chất lượng. Có phải không anh? Ngồi xuống. Đây bị thấm mà đâu. Đi bị thấm. Thấy bên này mình không? Ngày mai thì chắc là bắp tay này mỏi hết rồi nhờ. Không mỏi đâu mà. Mai nó có bắp tay ngay đây này. Thấy chưa? À, nếu mà vận động nhiều gì có thể như là không có mỏi các bác. Được xí còn không mà ngay như này. Ở đây mà những người mà ôi trời ơi vỡ đi rồi, vỡ đi rồi. Cái tông nó phải đạc cái này nhỉ? Thì chú nhỉ? Chán của này. Cái này mới là bê tông của vùng cao. Đây, anh xua đây. Đây bác, con này giúp tôi xuống khẩn ạ. Một số xì nó rơi vào tầm độ tầm 10 kg đấy. Ui đấy bảo không cho đầy quá mà cho đầy quá rồi. Ai nào ấy. Thế nào ấy. Hoàn mày bắt tôi nói làm ra, vấn này xin rồi, thứ mà nhỉ?
có ngọc bảy nữa bôi nào nhớ là làm à. Giờ bác áo ý bác là nó hợi bên hàng tưng ca tưng này. Đây. Đây, bây giờ thì những cái xô vớ cuối cùng của cái phần đổ phần mái hiên rồi các bác này. Bê tông ạ, vớ nè. Bê tông à? Ừ. Đây, bây giờ thì là những cái xô mà cuối cùng, bây giờ là những cái xô bê tông cuối cùng để đổ phần mái hiên rồi các bác này. Đây, phần... Ok nha anh. Ok đúng không? Đây, phần gạch khoan này cũng đã thuê anh quê này, anh để chở ra bên này các bác này. Thấy không? Phải nói là hầu như mọi cái vật liệu nhà ba ông cháu thì đều là lấy thuê là nhiều các bác. Những cái nào mà làm được thì cháu được xé, với em Sử là sẽ tự làm. Đúng rồi. Cần xé rồi. Chờ à, ít hộp một thôi. Lùi đi, lùi đi, Sử lùi đi. Hả? Địa ốc thôi, đường nó xấu á. Đường này xấu á? Ủa, vẫn như mọi khi rồi mà. Đây, đường thì xấu thật đấy. Đường này không xấu thì không phải rồi. Ui, ca thì làm luôn một phát là 1-6 hộp à? 6 hộp này là hơn 1 mét rồi đấy. À đâu, 1 hộp là 1 mét này. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mét vuông. 7 mét. Nhát thì hô. Thế mỗi lần chở 7 chuyến này là 5 chuyến là hết. 5 chuyến là hết. Gạch này mới có bao nhiêu nhỉ? 10 mét hộp đấy nhỉ? Nhiêu nhỉ? 60 mấy hộp hay sao nhau? 66 hộp. 66 hộp. Đấy, 60. Lấy dựng lên cai. Lấy dựng lên cai. Tần luôn. Chạy chạy đi vào. Nhá hiểu. Không thì một tí nữa lấy xếp xuống cũng được anh ạ. Xếp xuống nó xếp được nhiều hơn. Ừ, bây giờ thì một tí chuyến sau lấy xếp xuống nhá. Đây. Đây. Ui. Tí sợ là nhiều quá là nó bị nứt thật đấy. Thế bây giờ thì chú Bình đang hoàn thiện là rốt cái cung đoạn cuối cùng ở trên cái phần mái rồi các bác. Rồi cháu được xé lên ghi nhận cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết. Đây, có lẽ là hiện tại là bây giờ cái phần bếp chưa có được làm xong thì có vẻ như là nhìn cái ngôi nhà nó chưa có được thành hình cho là lắm. Tối nay ăn cơm sớm rồi anh nhỉ? Hết việc. Bạt một đặt một bạt một tí nữa mua mà. Ấy. Hôm nay thì đi là phẳng thôi. Hôm nay kia cũng là chỗ kia cũng là phải xây lên. Xây hình chữ A lên. Hết đây. Đây bà. Đấy, hiện tại thì chú Bình đang hoàn thiện nốt cái cung đoạn là đổ cái phần mái hiên này cô bác này. Cái mái hiên này thì phải tầm một tuần thì mới gỡ được ra. Hơn tuần đấy nhá. Hơn tuần à chú?
Đây bây giờ mình chưa động đến thì mình cứ để đến bao giờ mà mình động đến thì dứa ra được cũng được đúng không? Ờ. Cái này bây giờ thì mình cứ xây thu hồi xong chắt bắn tôn, lập tôn trước nhỉ? Lập tôn trước. À. Cái này bây giờ mình thì đến mai kia thì mình tháo ra mình xây thì mình chắt dầm thôi. Vâng. Hôm nay thì phải nói là các anh thợ cũng khá là mệt rồi các bác ạ. Khi mà ngày hôm nay là ngày mà mình phải trộn vữa, mình phải làm liên tục thì mới ổn được. Chứ không là mình trộn đóng vữa đấy xong tầm độ tầm 5-10 phút mình mới ra làm thì cái phần bê tông nó đã bị chết rồi. Tao pa mà hát lại đấy hả? Mà là ba công nhận mệt là cũng hơi mệt nhưng mà vẫn cố gắng thì vẫn hát cầm mà thế. Hôm nay tình hình thế nào anh? Hôm nay tình hình hôm nay là hơi mệt nhưng mà phải cố gắng thôi. Cố gắng cho nó xong à? Của mình mà, đúng không? Vâng. Không xong thì làm sao mà nghỉ được thế kia? Làm phải cố gắng làm đấy. Làm dở là không được đúng không? Đúng rồi. Ở đây thì các anh cũng mong muốn là hoàn thiện cái ngôi nhà cho ba ông cháu là càng sớm càng tốt cô bác. Tại vì là nếu mà mình làm chậm chế quá thì sau này ở trên này rất là lạnh luôn. Lạnh còn kèm theo ở đây thì hình như là có nếu mà lạnh quá là trâu cũng chết luôn đấy trên này. Đúng rồi. Đến mùa đông là cứ nhà nào trâu nó bị ghẻ gầy ấy. Vâng. Là chết đấy. Vâng. Đấy, bây giờ thì sẽ ăn cơm với lại đội thợ của anh Vinh các bác. Đây và ở đây thì hôm nay giáo lực cũng lại đem theo là một lọ măng này các bác này. Ở đây là măng trúc nhỏ các bác. Đây, ở đây thì nếu mà cô bác anh chị nào mà mua mật ong từ 2 lít trở lên thì giáo lực sẽ gửi tặng cô bác là một lọ măng trúc rừng cô bác nhá. Và cô bác mua lẻ thì không có, cô bác mua lẻ thì nó sẽ hộp to hơn cô bác. Còn cái hộp mà cháu được tặng cho cô bác anh chị thì nó sẽ hộp nhỏ hơn một chút. Hộp nhỏ hơn hộp này một chút cô bác này. Đấy ở đây thì cháu được đi thu mua lại của bà con là mang về để cho bố, để cho mẹ cháu được ở nhà là làm. Thì thành ra là cái hộp mà những cái sản phẩm thì nó sẽ không có được đẹp mắt cho lắm cô bác. Và những cái mặt hàng cô bác nào nhận được thì đều có tem logo bản em ở trên này cô bác. Đây nó sẽ có một cái tem nhỏ nhỏ ở trên này các bác này. Đây, ở đây thì hôm nọ cháu lực in là nó sẽ nhỏ hơn. Còn nếu mà lần sau các bác nhận được nó sẽ to hơn. Đây ở đây là chè sa tiết của thụ Hà Giang này các bác này. Bây giờ thì đun nước lên nhở? Ui, có được đâu? À. Đây tối nay là lại ăn ngan thôi nhở? Đây, vừa rồi thì có một anh, vừa rồi thì anh thợ, anh hai các bác cũng... Lực cũng nhờ anh chạy đi xuống ấy để mua một chút thức ăn về để tối nay mà anh em sẽ ăn cơm luôn. Phủ hết bà đây đi. Ủa lấy gấp ra hai. Lấy gấp đi sửa ơi. Đến đầu đâu kéo. Bên kia có đến đâu không? Thế quay lại đi. Quay kéo kia. Đây đây. Kéo bên kia. Được chưa? Đấy chỉ mình chuyển che thôi. Mai các anh thợ lại tiếp tục là lấy xi này rồi. Chỉ che đến... Che qua đêm đây thôi. Đi về tắm lên xong về ăn cơm nhá. Sửa đi về tắm đi. Người khá là bụi bậm rồi các bác. Anh lên chưa? Cầm xả lên chưa anh? Lên rồi à? Rau răm thì ở đây không có đâu. Thả cái rau cải vào đây xong rửa đi. Hả? Chìa khóa? À chìa khóa anh để trong túi anh kìa. Đấy. Thả rau cải vào đây đi. Xong rửa đi. Đấy. Người nhỏ thì làm việc nhỏ các bác. Đi học về thì... em Hải cũng có lên trên này là phụ mấy anh em là rửa rau luôn. Lấy ngồi xuống thì mới rửa được lâu chứ Hải. Hôm nay thì có vẻ như là các anh thợ ai ai cũng thấm mệt rồi các bác. Đổ làm nhà thì mệt nhất là đổ cái phần sàn nhà này các bác này. Đấy, nhưng mà nhà của ba ông cháu là không có đổ sàn, chỉ đổ cái phần là mái hiên thôi.
rửa cái góc này nhá, cái góc này nhá, cái này góc này. Đấy, hôm nay thì ông cũng có vẻ là khá là vất vả đấy cô bác này. Văn gà cát nó dè nổ. Đấy, anh ơi, để có để mắc khé không anh? Để hạt dồi không? Có. Có à? Đấy, ở trên tay cháu Lực thì đang còn một ít hạt dồi của cô bác này. Phải nói là mỗi lần mà mấy anh em thịt gà hay thịt vịt thì cháu Lực đều mang cầm hạt dồi từ nhà lên. Hôm nọ thì cũng có để đây cho anh em thợ là một ít rồi. Anh ơi, tí lấy sao? Tí sao à? Đây anh để nó bắt đi. Thêm không anh, thêm nữa không? Đấy, hiện tại thì trên kênh của cháu Lực thì đang còn một ít hạt dổi với lại mắc khén này cô bác này. Hạt dổi này thì là hoàn toàn là hạt dổi rừng cho nên là rất là thơm. Ở đây thì nếu mà cô bác mua về, cô bác muốn là nó rang, muốn là giá nó giòn hơn ấy, thì mình có thể hơ qua lở một chút để cho nó giòn hơn thì nó sẽ giá nó sẽ nhanh hơn. Còn hiện tại mà anh em thì không cần phải rán đâu cô bác, thì mặc dù rất là thơm rồi. Ở đây nếu mà cô bác anh chị nào mà nhận được những cái lạng hạt dổi thì cô bác kiểm tra đúng cái mùi hạt dổi mà thơm thì cô bác có thể là thanh toán cho bên shipper. Còn không thì cô bác có thể là điện thoại cho cháu Lực, cháu Lực sẽ hoàn lại tiền cho cô bác trong quá trình mà cô bác dùng thì nó có thể nó bị ở đây thì cô bác lấy về thì cô bác dùng xong thì cô bác lại kéo cái túi zip này lại, xong là mình để vào tủ lạnh thì nó sẽ không có bao giờ mà nó bị gọi là bị móc đâu cô bác ạ. Sử vào đây gì? Bắt ta ra. Ừ. Sử thì đang đi xuống cái nhà tắm một chút rồi cô bác ạ. Hôm nay thì cũng có mua thêm cả ngan với vịt nữa. À, ngan với gà chứ cô bác. Hôm nay thì có thể là gọi là tổng kết xong cái phần mái hiên đấy rồi. Một tí nữa thì ăn cơm. Ui, đẹp. Hấp ở đây mà. Thank you.
Đấy, bây giờ thì mấy anh em cũng đã được không ăn cơm rồi các bác này. Đây đúng rồi đây. Đây, bát con đây. Một đôm ạ. Có bát tốt lớn không ạ? Đấy, anh Vinh. Ừ. Đó. Thừa bát mà. Đây, đũa đủ chưa? Xử đâu? Bát còn xử đây đúng không? Này xử cho anh xin luôn bát cơm này. Xử không có gì à? Hai, đưa đây, không phải dậy, ngồi đi. Từng tay. Đi mấy người cùng mấy người uống một bát nha. Mấy cái phà phép kia đây cho anh một đi. Cái nắp can ai vừa đoán đây. Đây, ở đây thì những cái cảnh mà công trường cũng chỉ ăn uống được như thế này cô bác. Và những cái thức phim mà cháu được đăng tải lên thì lúc mà ăn uống ấy, các anh em không có dùng bao tay. Lại cả rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực cô bác ạ. Phải nói là câu này cháu Lực đã nói rất là nhiều rồi. Sống ở đâu thì âu đấy thôi cô bác. Vâng, còn hay còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng mấy anh em ăn cơm và xin mời tất cả các anh em trong thợ ăn cơm chú nhá. Vâng. Hôm nay thì phải nói là mấy anh em mình cũng khá là mệt đấy nhỉ. Cũng hơi mệt đấy. Cũng hơi mệt thôi anh nhỉ. Mệt cũng mệt thôi. Tất cả quý ông bà cô chú anh chị ăn cơm ạ. Cháu Hải mời quý ông bà cô chú anh chị ăn cơm ạ. Đấy, rồi bây giờ thì ăn cơm rồi nhá. Rồi, mời cả nhà đi. Mời tất cả cô bác nhá. Mời khán giả nhá. Đấy, ở đây thì các chú, các anh vào công trường thì không thể thiếu được những cái chén rượu này cô bác này. Uống một tí thì nó sẽ kiểu là ấm hết cả người mình. Để mình đêm mình ngủ đỡ phải lạnh nhá chú nhỉ. Vâng. Uống rượu để mai đi làm ấy. Không đắp chăn cũng được rồi. Vâng, không đắp chăn cũng được á? Vâng. Ui, nhờ sợ ngày mai lạnh toát không? Mấy cơ đang ngay bụng luôn. Rồi cái này mới sửa đấy. Chu chơi. Ăn đi, ăn đi. Dê ăn ván dê đấy. Anh Vinh ăn ván thì vẫn tốt hơn em ạ. Đấy. Đây à dê. Này, rau lo. Hải biết xử đi à, xử à. Hải ngồi với Dương chọn ai? Nó đang chỗ này hả má? Chỗ này mà. Phèo. Ồ, khạc con ơi. Chỗ này mà. Chỗ này. Dòng mình đi luôn mà. Đây. Hải đắp dưới ăn đi. Đấy còn bây giờ thì chắc là cháu Lực sẽ không có ghi hình thêm nữa các bác ạ. Mấy anh em cũng sẽ ăn cơm luôn. Bạn Hiệu thì cũng xuống để ăn cơm thôi nhỉ bây giờ ấy. Bây giờ thì cháu Lực cũng đã ăn cơm xong rồi các bác. Cái công việc của chiều hôm nay mấy anh em đội thợ là đổ cái phần mái hiên trên này. Thì cháu Lực cũng đã ghi hình lại cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết rồi. Anh ngày mai thì lên đây sớm xem là các chú bảo gì thì gọi điện cho anh nhá. Ở đây các chú thì vẫn điện cho anh thôi nhưng mà em lên trên này nhá. Hay là tối xuống nhà anh ngủ anh không? Không à, thế tối ở nhà ngủ với ông nhá. Đấy, bây giờ chỉ cần một thời gian nữa thôi là được ngủ ở nhà đấy đấy. Đấy, bây giờ thì em chào các anh các chú nhá. Em cháu cũng đi về đây. Rồi. Chào Lực nhá. Chào bà với khán giả nhá. Vâng. Chào tất cả khán giả đang xem kênh của Lực nhá. Vâng. Chào Lực nhá. Vâng, vâng. Đi về thì chào Lực với lại tất cả những người đang theo dõi kênh của Lực. Vâng. Chào những người đang xem. Vâng. Thế các anh ngồi nhá, anh Vinh em đi về nhá. Vâng. Chú Vinh cho đi về đây, anh Thanh đi về đây. Còn cái thức phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được tạm dừng ở đây thôi cô bác ạ. Trời thì bây giờ cũng khá là tối rồi. Đấy, các anh thì vẫn còn ở lại là nhâm nhi theo thêm một hai cái chén rượu nữa. Đấy, và nói là ở trên cái công trường như này, các anh thợ ở trên vùng cao thì không thể thiếu được một hai chén rượu nữa. Đấy, hôm nay thì cũng là ngày vui, cũng là một cái nhiệm vụ mà hoàn thành cái phần mái xong rồi. Thì cháu Lực cũng có uống rượu với lại các chú các anh một chút, là một chén rượu các bác. Bây giờ thì có vẻ hơi đỏ mặt một chút thôi. Đấy, Sử thì chào tạm biệt nhé, xong bây giờ thì về thôi. Chào Sử, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Đấy rồi, bây giờ thì ở lại nhá, anh về đấy nhá. Đấy, có gì thì điện cho anh nhá. Đấy, còn cái thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được các thức ở đây thôi các bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở trong sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị.